1. Ăn can nha, công thức cấu tạo của ăn can nha. Thì nhớ lại CNH 2N cộng cộng 2 M lớn của nó 14N cộng 2. Trong đây chỉ có liên kết gì thôi? Đơn. Đơn này giữa C với C hoặc là C với H. Được chưa? Khi gặp cái này thì nhớ chỉ có C với C H H thôi. Ví dụ như C6 H 10 10 mấy, nhẩm trong đầu nhân 2 cộng cộng 2. Nhân 2 đi cộng 2 vô ra nhiêu? 10. 14. C nào mấy C? 6. 6 C trước. 1 2 3 4 2 4 5 6, đủ 6 C chưa? Hết rồi, điện H. H3, H2, 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 H2. Tự trong đầu mà làm phép trừ. Tới 5C nè, 5C thì còn thiếu mấy C? 1C thì bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, dễ chụp. Chỗ nào lấy tay chọt. Đúng rồi, gạt tiếp, điền C ở đây được không? Suy nghĩ. Không, nếu điền C ở đây nó ra 6, 6C, điền C ở đây được không? Được, số 1, điền C ở đây được không? Số 2, vậy bắt đầu là viết lại hai cái đó. Nè, viết lại nè, em viết lại nè, cũng viết theo nguyên tắc nha. 1 2 3 4 5 nè, điền C ngay chỗ này. Thấy rõ ràng không? Bắt đầu điền H, điểm lẹ lên. Okay. Hai ông nội mày. Ủa. H3. Điểm không còn xong. H2, H3. Hiểu chưa? Tiếp tới chỗ này nè, viết cũng y chang. 1 2 3 4 5. Số mấy nè, đưa cái tay quay vô đây, đây, để nằm đây nè, đó. Điện H. H3, H2, H, H2, ờ, H3, H2, H3. Hiểu. 6, 5 rồi tới mấy? 4. 4C, còn thiếu mấy C? 2C. 1, 2, 3, 4, dễ chọc, chỉ. Ờ, giữa này. Đúng rồi. Điện C đây được không? Ờ. Không, điện C đấy ra 5C rồi, không được. Điện C đây được không? Được. Được. Điền 1C vô trước. Bắt đầu vẽ chụp đối xứng. Vẽ chụp ở đâu? Đó, 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 đó. Đó. Phải quay lại nè, tôi bẻ cái này nè. Em em bẻ lại cho chị thấy. Để chị mất công, chị mắc chị cận nữa. Ở ngang đó. Đó, vẽ chụp ngang đây. Rồi, điền C đây được không? Suy nghĩ nha, điền C đây được không nha? Điền C ngay chỗ này được không? Không, không. Nếu mà điền C ra mấy C? 5, 5C. Điền C đây được không? Ở đâu vậy? Ở đây chỗ này nè, C này nè. Được, đường DC đây được không? Được, điền C đây được không? Suy nghĩ nha. Không, nếu điền C đây ra mấy C? 5C, vậy là đánh số 1, số 2 vô. Bắt đầu điền C nè. Em viết lại giống cái này nha. Đi. Viết lại giống cái này nha chị. Viết lại giống cái này trước nè. 1, 2, 3, 4, 5. Điền xe ngay chỗ này không? Điền ngay chỗ này cũng được nha. Hiểu. Tiếp, điền xe ngay chỗ này nha. 1, 2, 3. Đó. Đó, đúng nè, thấy chưa? Cố gắng lấy cái tay, mình có hai tay mình chỉ vô. Rồi từ đây, từ điền H kìa chưa? Hiểu không? Tới 3C. Sao H2? Ờ, H1 đó, cũng còn cái đầu cũng lắc được á. 3C, 3C, 1, 2, 3, dễ chọc, chỉ. Ở giữa C. Ở giữa, điện C đây được không? Không, điện C. Được, tiếp, dễ chọc, điện C đây được không? Không. Ở trên điện không, dưới. Ở dưới được. Mấy C rồi? 5C, dễ chọc, điện C đây được không? Không, vậy là trường hợp 6C là không có 3C. Được chưa? Hiểu ý chưa? Đó, ăn can xong nha.